cơm áo gạo tiền, những vòng quay của cuộc sống. Chúng tôi cùng nhau tham gia hành trình văn hóa đọc K9, mang mã học viên KT089, anh Lê Đức Tám, làm doanh nghiệp, quê ở Thái Nguyên, hiện tại đang sống và làm việc tại Hà Nội. Tiếp đến, chị Hà Thị Nguyệt với mã số học viên KT086, chủ một cửa hàng quần áo thời trang tại Yên Bái. Anh Trương Ngọc Sơn với mã số KT091, hiện đang công tác tại công ty cổ phần cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế. Đôi bạn rủ nhau cùng đi học là anh Cù Ngọc Tường với mã số học viên KT095 và chị Hoàng Thanh Bình có mã số học viên KT238, cùng đến từ thành phố Nam Định. Chị Thu Hương với mã số KT090 là một trị liệu dưỡng sinh đông y, hiện đang sinh sống tại Võ Thị Sáu, Hà Nội. Nguyễn Thị Ngọc với mã số KT088 hiện đang kinh doanh tự do tại Long Biên, Hà Nội. Mã số KT094, cô gái Lê Thị Nguyệt, quê ở Thái Nguyên, hiện đang sinh sống và làm việc tại Sóc Sơn, Hà Nội. Cô gái trẻ đầy nhiệt huyết và năng động, Lục Thúy Vân Trang với mã số KT087, quê Hưng Yên, hiện tại cô đang sinh sống tại Lục Yên, Yên Bái và đang là nhà đồng vận hành nhóm dinh dưỡng vui khỏe tại Lục Yên. Cô kế toán Lương Thị Kim Duyên, mã số KT093, hiện đang sinh sống tại Hoàn Kiếm, Hà Nội. Và một chàng trai trẻ tuổi nhất nhà, cũng khá là nhút nhát, mang mã số học viên KT092, Hoàng Văn Tuấn, là một IT, hiện đang sinh sống tại Nguyễn Văn Huyên, Tây Hồ. Cuối cùng, hãy chào đón một cô giáo tiểu học, một phụng sự viên năng động và nhiệt huyết, luôn tận tình, cầm tay chỉ việc cho học viên nhà 08 chúng tôi. Đó là phụng sự viên mang mã số B07, Nguyễn Thị Hoa. Thưa ban tổ chức, thưa anh chị em học viên, kiến tạo văn hóa đọc không phải là một cuộc đua, nó là một hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa của việc đọc sách. Điều quan trọng không phải là phần thưởng khi chúng ta đến đích, mà chính là những gì chúng ta đã nhặt được trên từng chặng đường. Những chuyến đi ấy sẽ giúp cho chúng ta có thêm nhiều kinh nghiệm, được biết thêm nhiều nền văn hóa, nhiều người bạn mới, và biết đâu đó chúng ta có thể tìm ra được những đam mê mà đã bị dòng đời bấy lâu nay giấu kín. Đặc biệt, những trang sách sẽ là hành trang để chúng ta vững vàng bước trên những con đường tiếp theo. Khi nghe Jay MacLean nói, có một ngày bạn sẽ nhận ra rằng lật những trang sách mới là cảm giác kỳ diệu nhất trên thế giới, bởi vì cuốn sách còn nhiều thứ phía trước hơn là trang mà bạn bị mắc kẹt. Đã đến lúc biến những điều kỳ diệu trở thành sự thực. Chúng tôi, học viên nhà 08, đã quyết dành thời gian và đã tranh thủ tham gia chuyến đi xa bằng chiếc xe hành trình văn hóa đọc K9. Còn bạn, bạn đã đi được những đâu? Hãy lên xe và bắt đầu cùng chúng tôi trải nghiệm nhiều hơn nữa nhé.